Go, go. Ôi Đây, cái dinh chùa Tam Chúc này mọi người. Đây, đẹp chưa? Hoành tráng. Hoành tráng chưa? Hoành tráng chưa? Chùa Tam Chúc mọi người cổng vào này. Quần thể du lịch. Đẹp từ đầu cổng nha mọi người. Miền ơi, solo ơi, solo ơi, solo. Xin chào tất cả mọi người. Khách xá vào đường nào bác nhỉ? Khách xá đi đường đâu? Đi đây à? Đi sang đây á. Thẳng đây ạ. Hồ nước sâu. Có đâu hồ nước hay biển đây? Hồ vẫn là hồ. Đi tiếp 1 km dưới nữa. Không phải giáp với biển hay sông thôi chứ. Cái vô đây là sông hay là nhánh của hồ. Sông. Dãy gì nhỉ? Dãy của sông xong người ta cải tạo. Ôi bố cái hòn kia là cái gì đấy? Dạ. Hòn nhỏ nhỏ kia là cái là nơi làm gì? Núi. Hả? Hòn đảo. Đảo nhân tạo. Tôm này. Thế ở trên đó người ta làm gì bố? Tôm ơi, tôm chào quý vị này, quý vị đang xem này. Chào quý vị. Sam chào quý vị này. Chứ cái đảo đó làm gì? Quý vị đang xem. Đây. Ui da thiệt. Màu đỏ tiếng Anh là gì? Liệt. Con gà tiếng Anh là gì? Chicken. Quả củ khoai tây tiếng Anh là gì? Tokyo. Xe ô tô tiếng Anh là gì? Tokyo. Audi. Audi. Đấy là gì đấy? À. Du thuyền à? Du thuyền kìa, có cả du thuyền kìa. Hello, everybody. Đây này, có xe điện này, xe điện đây. Em đưa lên đây của con đây. Tại nhà hành trang của con đây. Mẹ đang livestream cho mọi người xem cả nhà đây. Đưa đây. Con đợi một tí đây này, cái chùa to này. Cần đi cắt treo đi anh ạ. Đưa đây. Đang trên đường anh đi Hoàng vào chưa nhìn khách sạn. Anh Hoàng bảo là đưa xem dư điểm du lịch của em. Ờ, họ đang vẫy thật, cái ông vẫy thật. Mẹ bọn mày lên này đi. Để mẹ quay. Bố đi chậm chậm thôi.